How are your Vietnamese listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện. Người phụ nữ đã ăn gì sáng nay? Ôi, em đói quá. Em đã ăn sáng chưa? Có, em đã ăn rồi, nhưng em chỉ ăn một ít thôi. Em đã ăn gì đấy? Em ăn sữa chua và cà phê. Thế thì quá ít, em cũng nên ăn bánh mì và hoa quả nữa. Người phụ nữ đã ăn gì sáng nay? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện. Người phụ nữ đã ăn gì sáng nay? Ôi, em đói quá. Em đã ăn sáng chưa? Có, em đã ăn rồi, nhưng em chỉ ăn một ít thôi. Em đã ăn gì đấy? Em ăn sữa chua và cà phê. Thế thì quá ít, em cũng nên ăn bánh mì và hoa quả nữa. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.